You should be ashamed for not trusting yourself. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Anh em ơi, cái dự án Next được cập nhật ở đầu mùa giải thứ 18 á, là Mỡ đã tranh thủ làm hết một loạt những cái vị tướng được sửa lại phiên bản Next rồi. Tử Long này, Nia này, Tyrell này, Alu các thứ các kiểu mà Mỡ chợt quên mất rằng là cái con Utora này nó cũng được làm lại. Và cái trang phục thủy phỉ thúy yêu cơ, cái trang phục ở cấp độ epic mà Mỡ đang làm ở trong cái trận đấu này, anh em đang nhìn cũng là một trong những cái trang phục được làm lại đến từ cái hoạt cảnh phòng chờ, cũng như là cái ngoại hình di chuyển in game không ít thì nhiều anh em ạ. Nhưng mà nhìn mấy cái trang phục của mấy cái vị tướng mà cái con Utora đang có, nó cứ kiểu ngốt ngốt như nào anh em ạ. Mỡ là một cái người gọi là thích một cái người phụ nữ có cái vòng ba nó đầy đặn, nhưng mà kiểu nhìn cái con Utora này cứ ngốt ngốt như nào anh em ạ. Cảm giác hơi bị ngộp thở. Ok, tôi không sao. Đó chỉ là cái chia sẻ quan điểm cá nhân của Mỡ lên cái trang phục của cái vị tướng Utora, cũng như là cái skin xịn sò của này ở cấp độ epic phỉ thúy yêu cơ. Và trong cái trận đấu này, Mỡ sẽ mang đấu đến cho anh một cái gameplay. Như anh em đã nhìn tiêu đề đúng không ạ? Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái mẹo để mà anh em có thể gọi là sử dụng cái vị tướng Utora này giật cho team bạn chuỗi cả lông nách, giật tụt quần, sốc đam quá kinh khủng. Và tại sao cái con Utora này lại có khả năng sốc đam đến như vậy? Và ê, từ từ Mỡ nhây được cái thằng Barad này nha, một giật phát nữa có thể tìm tại từ từ bình tĩnh. Cái con Barad mà bây giờ hứng thêm gọi là một cái làm choáng với cả một cái set của Mỡ là thế nào cũng ăn sấp năm ngửa á. Bởi vì Mỡ đã có cho mình một cái vũ khí bí mật ở cái bảng ngọc của Mỡ để mà có thể khiến cho cái con Barad này bay màu. Mà có lẽ rằng là nó đã về rồi anh em ạ, cho nên là Mỡ sẽ từ khoan. Tầm này là kiểu không ai hit lever, Mỡ vẫn đây đứng đây hit lever nha. Nhưng mà chúng ta đang chơi cái con Utora này đóng theo cái vai trò là pháp sư kiêm hỗ trợ, cho nên là chúng ta chỉ được núp bụi thôi. À, trận đấu này thì đầy này thì da này cấu cái nhẹ và thiêu đốt khó chịu chưa ạ. Cái sức mạnh của cái cô nàng Utora này là đến từ cái điểm tài năng sùng bái ở bảng ngọc phép thuật anh em nhá. Anh em nhìn này, Mỡ sẽ làm thêm được một lần nữa cho anh em xem này. Anh em thấy không, con Barad này level 3 ra đầy máu mà bây giờ đã còn một tí máu, tự choáng này giật xét cái này và điểm tài năng sùng bái đang thiêu đốt lên con Barad này, cô đó mang về cái chiến công đầu tiên của Mỡ trong trận đấu này. Anh em đã thấy chưa, đối với một cái chất tướng pháp sư như Utora mới được làm lại ở dự án Next này thì cái bảng ngọc nó là rất quan trọng. Nhiều anh em sẽ lựa chọn cho cái con này đó là cái bảng ngọc thợ săn tiền thưởng, cái bảng ngọc mà giúp cho cái con này có thể mua được cái lượng trang bị bằng với 90% cái giá trị của nó á, tức là được giảm giá đi 10%. Nhưng mà cái bảng ngọc đó chỉ phù hợp đối với những cái chất tướng mà Mỡ nghĩ rằng không phải là dạng burst damage, tức là dồn sát thương mạnh á, mà những cái chất tướng đấy là cần đồ. Nhưng con Utora thì nó không nên dùng cái bảng ngọc đấy. Utora thì phải nên dùng cái bảng ngọc ở cái điểm tài năng sùng bái, tức là đã sốc đam là phải sốc cho đau và sốc cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Và như anh em có thể thấy, đầu game là giật cho thằng gọi là Barad kia tụt hết cả lông nách vào hai bên nách rồi. Đó, và đây sẽ là giữ vị trí này. Atlas có ở đây nhưng anh ta không kịp sử dụng chiêu cuối. Anh ta bị đẩy thẳng vào trụ và Atlas bay mồm cái pha xử lý quá hênh đến từ vị trí tanker bên phía team của Mỡ, nhưng Mỡ sẽ đứng giữ vị trí ở đây, Mỡ có làm choáng. Và đối với bộ kỹ năng của cái vị tướng Utora ở thời điểm hiện tại, Mỡ đánh giá là rất mạnh. Và đó, kể cả đó là tanker Tywill nhưng cũng không thể chịu nổi cái điểm tài năng sùng bái được kích hoạt khi mà cái vị tướng Utora này sử dụng cho mình, đó là cái bảng ngọc pháp sư anh em ạ. Cho nên anh em lưu ý nha, cái mẹo để mà anh em có thể cầm cái con Utora phiên bản này sốc đam kinh khủng đó chính là dựa vào cái điểm tài năng sùng bái ở bảng ngọc pháp sư. Và điểm tài năng nó sẽ lên như nào, Mỡ để ở ngay đầu video clip cho anh em xem rồi. Và góc dưới bên trái anh em có thể xem, đó là cái bảng ngọc mà Mỡ sử dụng cho cái vị tướng Utora ở trong cái trận đấu này. Thì Utora ở meta hiện tại mùa 18 vẫn đánh theo cái vai trò là pháp sư kiêm hỗ trợ anh em nha. Nhiều anh em chơi trong những cái trận đấu rank cao ấy thì anh em có thể lên cái mặt nạ đỏ đường, nhưng Mỡ khuyên rằng là đối với trong những cái trận đấu rank thấp ấy, mà anh em được cầm Utora đi mid ấy, hoặc là anh em tự tin rằng mình có thể gánh team thì không nhất thiết anh em cần phải lên cái mặt nạ đảo đường, bởi vì Utora là một trong những cái chất tướng pháp sư rất cần cái level 4 để đạt được đến cái ngưỡng sốc đam cực kỳ kinh khủng của mình. Và ở đường dưới đang tập trung rất đông các thành viên ở đây, Mỡ làm choáng được đó là cái vị tướng
cô nàng Ui dập về rồi, đó chính là cái cô nàng Lilia. Cô ta đã thanh tẩy, thậm chí là sử dụng cả cái chiêu cuối nữa để mà lùi về. Mỡ giữ vị trí ở đây, mỡ thấy được thằng Tywin, mỡ sẽ đổi mạng với nó luôn này anh em này. Ok, đổi mạng với nó là được nha. Nhưng mà cái con hàng Nga này ăn được mạng chấm dứt hơi căng. Ở trong trận đấu này thì mỡ sử dụng cái vị tướng Utora ở trong cái trận đấu ở rank thần thoại anh em nha. Thần thoại 4 để mà cho anh em thấy được rằng là cái sức mạnh của con Utora, nếu như mà nó đóng vai trò là hỗ trợ ở trong những trận đấu rank cao ấy, thì cái khả năng sốc đao của nó là cực kỳ kinh khủng luôn anh em ạ. Nó kinh khủng vãi clone nách luôn. Và như anh em có thể thấy, cái ngoại hình của cái cô nàng Utora ở trong cái trang phục Epic Phỉ Thúy Yêu Cơ cũng là có trong mình một cái sự thay đổi đến từ cái đòn đánh thường. Trông nó lực hơn, đam tay nó to hơn. Những cái pha xe giật đến từ kỹ năng thứ nhất chùm tia chớp, rồi chiêu thứ hai mũi tên điện, nó cũng gọi là rõ ràng hơn đấy anh em ạ. Và mỡ có cảm giác rằng với cái bộ kỹ năng ở thời điểm hiện tại thì Utora thi triển kỹ năng hình như là hơi xa hơn thì phải. Còn ở đây là lao vào, úi giật về đến từ vị trí của Lilia. Cô ta đánh rất thoát ẩn thoát hiện, mỡ giữ chân được cô ta, giật cái kỹ năng thứ hai và kích hoạt được cái điểm tài năng sùng bái, đốt đi 1/2 cây máu của cái vị thượng pháp sư. Anh em thấy không ạ? Chúng ta đầu game chúng ta chẳng cần farm gì, chúng ta cũng không có quá nhiều đồ, cầm mỗi cái dây cổ thuật để hồi mana thôi. Giật cái nhẹ kích được cái điểm tài năng sùng bái và sau đó dồn sát thương là có khi pháp sư nó cũng bị bay đi, phải đến tầm 3/4 có khi chết thẳng anh em ạ. Và đây này không về à? Hao với chúng tôi, sống hộ anh em ạ. Pháp sư còn như thế thì lấy cái lông nách ra mà lỗ tanker. À nhầm. Pháp sư còn đau như thế thì lát nữa mình sẽ ra thử nghiệm ở cái lỗ tanker xem như thế nào. Sống hộ anh em ạ. Thật với anh em ý là Utora là một cái chất tướng mà nhiều anh em cho rằng ngày xưa nó đã yếu á. Thì cá nhân mỡ nghĩ rằng ngày xưa nó không yếu đâu. Chẳng qua ngày xưa cái bộ kỹ năng của nó, cái lượng sát thương dồn vào, mỡ đánh giá là nó không được... Mỡ nghĩ là nó nhiều hơn so với bây giờ đấy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại cái khả năng sốc sát thương lan đến từ chiêu cuối của Utora khi mà đã được cường hóa cái nội tại, cái điện dẫn á, cái siêu dẫn á, thì mỡ nghĩ là cái lượng sát thương mà Utora gây ra đến từ cái chiêu cuối nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với bây giờ. Bởi vì chiêu cuối của Utora gây ra là sát thương lan, và một khi anh em đã có cho mình đó là cái quyền trượng sấm sét đây này, thì ui rồi ôi, một mã sát thương nó sốc cho, thì tầm này con Lilia không có chiêu cuối là khẳng định với anh em là ăng ngay. Đây từ từ nha, tầm này chưa về nha, tầm này tiếp tục đứng dình dập. Để anh em này, đây nhìn anh em nhìn này, nó biết mỡ rồi. Gánh bố nó thành câu, gánh bố nó trượt rồi, mà làm choáng cái nhẹ để gọi là câu kéo cái thời gian nha. Team bạn hình như tập trung 3 thành viên đứng trên, mỡ sẽ là kéo máu của cái vị tướng Lilia đến từ cái bộ kỹ năng này. Còn Lilia không về là bay màu này, này nó thật với anh em này, sẽ giật xét cái nó này, giật làm choáng này. Đấy, giật từ từ nha. Con này đừng cũng giữ vị trí khá khéo đấy, mà chẳng qua nó có thanh tẩy với cả nó có điểm tài năng sùng bái của nháy, xem ai đau hơn, từ từ nha. Mỡ thấy có, đây là cái vị tướng Hanabi xuống dưới này. Để xem ai nháy, cứ đứng đây, đừng lên xem ai nháy, để xem gọi là sát thương của ai thì to hơn. Ok, thì anh em lưu ý rằng cái combo của cái vị tướng Lilia này nên là làm choáng chiêu 1 và chiêu cuối anh em nhá. Hoặc là anh em có thể cân nhắc anh em nếu như mà chúng ta tung ra những cái kỹ năng mang tính chất khống chế và muốn khống chế nhiều mục tiêu hơn ý, chúng ta có thể sử dụng cái chiêu 1, chiêu 2 rồi đến chiêu 3 để mà tùy vào cái từng trường hợp mà chúng ta xử lý thôi anh em. Ví dụ như là chúng ta cần giữ chân được kẻ địch, nhiều kẻ địch hơn, thì chúng ta tung ra chiêu 1 rồi làm choáng. Đó, nó sẽ có cái tia sét trên đầu và khi đó chúng ta sẽ làm choáng được nhiều mục tiêu. Anh em thấy cái tình huống vừa xong ạ? Đó. Còn nếu như mà chúng ta muốn đam chiêu 1 to, nảy được 2 lần thì chúng ta sẽ làm choáng trước sau đó chúng ta dùng chiêu 1. Cái chiêu 1 của con Utora này được sửa lại rồi anh em nha. Nhưng mà để xem tầm này mỡ có thể nhảy vào này. Bởi vì hình như là mỡ thấy cái con Lilia nó ê, bọn nó dùng mặt nạ tàng hình, sẽ là phát hiện cái nhẹ và tốc biến lùi lại. Bởi vì Tywin anh ta vẫn lao lên được. Chiêu cuối của mỡ được kích hoạt sát thương dồn và là quá nhiều. Hanabi còn một chút xíu máu, Tywin anh ta đã thoát hiểm được ở trong cái tình huống vừa xong, bởi cái lượng sát thương là đã hết rồi. Đó, cái combo của con Utora này bây giờ đa dạng lắm. Nhưng về cơ bản ý, cái con Utora mỡ thấy là có một cái lối đánh nó sáng hơn ngày xưa rất là nhiều. Chỉ có một cái vấn đề là cái bộ kỹ năng với cả cái sức mạnh của cái vị tướng này vẫn khá là tù theo kiểu không cơ động á, và vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cái phép hỗ trợ tốc biến. Nhưng thôi, Utora là một cái chất tướng mà kiểu chơi theo cái kiểu yellow, kiểu dồn đam như này cũng được anh em ạ. Và ở đây là Lilia sốc đam quá mạnh, sốc kinh khủng đến mức thằng gọi là Saber nó tụt hết cả lông nách và nách rồi, nó không dám truy đuổi mỡ anh em ạ. Vừa xong là mỡ, nếu mà cầm thằng Saber là mỡ thấy đứng ở trong bụi giật là mỡ yolo, mỡ la vào luôn á. Bởi vì là Utora hết đam được đâu, nhưng mà Saber anh ta khá rén cho nên anh ta đã để mỡ về. Và thật ra là đứng bên cạnh mỡ lúc đấy là có Hanabi cho nên anh ta cũng rén thật. Cái chiêu 1 của con Utora bây giờ sốc đam kinh khủng cực anh em ạ. Bởi vì nó sốc đam 2 lần, còn ở đây là dồn sát thương, chiêu cuối được kích hoạt. Hằng Nga bay màu đúng nhỉ? Hay là con nào bay màu đấy? À Saber bay màu, ui! Tốc biến cắm kiếm theo cái kiểu gọi là tấu hài đến từ vị trí của Tywin, nên mỡ đã thoát được khỏi một cái pha xử lý nó mang tính chất hơi cồng kềnh của anh chàng tanker bên phía team bạn. Mỡ đã có cho mình đó là cái mạng thứ 6 ở trong trận đấu này. Anh chàng Hanabi phải thốt lên là
tôi đánh kiểu này thì tôi là support à. Ừ thì đúng rồi anh em ạ. Tầm này là mỡ chơi theo cái kiểu gọi là đánh nó hơi cá nhân một tí anh em nha. Nếu anh em đi team thì anh em nên lên mặt đả đường cho Yutora. Nhưng mà bởi vì mỡ đánh theo cái kiểu gọi là đánh nó mang tính chất gánh team, cho dù là mỡ đánh cái vai trò hỗ trợ, thì mỡ lên thẳng cái giày cổ thuật, sau đó lên thẳng đồ đam, đó là cái quyền trượng sấm sét cũng như là những cái trang bị đam khác. Còn ở đây là giật sét cái nhẹ Lilia này, thanh tẩy khiến cho cô ta thoát được khỏi cái tầm gây sát thương lan đến từ cái chiêu cuối. Anh em nên lưu ý rằng là cái chiêu cuối của con Yutora là bây giờ nó gây sát thương hai lần nha. Lần thứ nhất ý là nó bổ một cái tia sét cực mạnh, sấm sét thịnh nộ đập thẳng vào cái mục tiêu chúng ta chọn. Và nếu như mà có cái cộng hưởng đến từ cái nội tại siêu dẫn ý, thì sát thương phép nó sẽ nổ thêm được lần thứ hai đến từ cái chiêu cuối á. Mà nó nổ lan, nhưng mà nó chỉ nổ lan ở cái đúng cái phạm vi đấy thôi. Cho nên nếu như mà kẻ địch chạy thoát ra được thì chúng sẽ không bị dính đam. Còn ở đây là có Barat này, có Atlas lao lên cùng mỡ, có cả hàng Nga luôn. Atlas anh ta sẽ làm gì đây? Anh ta tốc biến, anh ta gấp được hàng Nga về. Và đó chính là cái án tử dành cho hàng Nga. Khi mà sát thương sốc vào là quá nhiều, mỡ có được cái mạng thứ 7 ở trong cái tình huống vừa xong, đến từ cái chiều cuối rồi sát thương hai lần. Và Barat anh ta định nuốt Linh, nhưng Linh sử dụng chu tiên kiếm trận bất tử trong khoảnh khắc, và sau đó trả ngược sát thương. Barat lên bảng đếm số, team bạn đang có tập trung 3 thành viên ở đây. Trong giao tranh này là team bạn đủ 5 người, nhưng team mỡ chỉ có 4 người mà thôi, nhưng vẫn là chơi được anh em ạ. Saber lên bảng, Linh đã bốc hơi, nhưng team bạn đang chạy. Ở đây còn Lilia, Lilia lại bị gặp ở Atlas. Trong cái pha giao tranh này, Atlas anh ta gặp 2 lần. Anh ta gặp lần thứ nhất để hạ hàng Nga, và anh ta gặp lần thứ hai để hạ Lilia cùng với Tywill. Team bạn bốc hơi 5 thành viên ở trong cái pha giao tranh vừa sau. Mỗi pha giao tranh cực kỳ dài hơi, và anh em thấy được cái sức mạnh của con Yutora này đúng không ạ? Yutora nó làm cái chất tướng mà giao tranh dài hơi nó càng có lợi. Bởi vì bộ kỹ năng của Yutora nó hồi chiêu cực kỳ nhanh chóng. Và chưa kể là nếu như mà chúng ta lên cho mình đó là cái à mỡ lên rồi anh em, lên cái lên cái quyền trượng thời gian á, là cái chiêu cuối của Yutora cứ mỗi khi nó hạ gục kẻ địch hoặc là nó hỗ trợ á, nó hồi cực kỳ là nhanh chóng luôn anh em ạ. Và anh em thấy cái sức mạnh của con Yutora khi mà cầm cho mình cái điểm tài năng sùng bái ở mặt bảng ngọc phép thuật đúng không ạ? Anh em lưu ý rằng là chơi Yutora thì nên cầm cái bảng ngọc này nha, chứ đừng nên cầm cái điểm tài năng thợ săn tiền thưởng. Bởi vì cho dù Yutora nó có được giảm đi 10% cái tiền để mua trang bị đi chăng nữa, nhưng đó vẫn là điều không cần thiết. Bởi vì thiêu đốt ở đây là ổn hơn so với Yutora rất là nhiều. Sốc đa bay một ui. À tốc biến nó hơi kiểu bị như nào nhỉ? Mỡ tốc biến mà không nghĩ, tốc biến mất não, tốc biến mà đúng cái chỗ mà con Tywill nó cầm kiếm anh em ạ. Sau đó nó lôi về, nhưng không sao bởi vì Tywill đã bốc hơi. Saber thì lên bảng đếm số, và team bạn mất đi 3 thành viên ở trong cái pha giao tranh vừa xong. Chỉ còn lại mỗi cái vị tướng Lilia ở trên bản đồ. À không, chính xác ở đây là chỉ còn mỗi Barat mà thôi. Anh ta đang bị vơn bởi Linh, bởi Atlas có giáp bất tử. Barat này thì không còn gì cả ngoại trừ cái khả năng to bự đến từ cái bộ kỹ năng của anh ta mà thôi. Atlas đang chơi nhưng anh ta mất giáp bất tử. Linh khả năng bay màu ở trong cái tình huống này bởi vì anh ta quá chủ quan với cái lượng sát thương của Barat là quá nhiều. Atlas anh ta quay trở lại, anh ta nghĩ rằng sẽ hạ gục được Barat, nhưng câu trả lời ở đây là không. Anh ta đã mớm mồi cho Atlas rồi, à cho Barat rồi. Và Barat có được một cái pha thi triển hạ gục được cân đôi outplay ở trong cái tình huống xong. Ui, thật ra là kiểu team mỡ cũng không để ý lắm về cái set trang bị của con Barat. Nó cầm 3 đồ lớn rồi, nó cầm hình như là chiến giáp thượng cổ, cầm cái mũ nguyên rủa với cả cầm cái vô tận chiến thương, như thế thì nó cân 3 là đúng. Với cả cái con Barat ở thời điểm hiện tại là nó đang rất khỏe, bởi vì là cái nội tại của nó ấy là nó có khả năng kháng hình như là khoảng 70% cái lượng sát thương phép nó dồn vào á, cho nên là đánh không thấm, hình như là kháng cả sát thương vật lý luôn hay sao á. Mỡ không nhớ lắm về bộ kỹ năng, thì trong trận này mỡ sẽ tìm hiểu lại xem. Nhưng mà cái con Barat khi mà nó có 25% cái stack cộng dồn đến từ cái nội tại của nó ấy, nó tích được đủ ấy, thì nó cứng lắm anh em ạ. Và ở đây là có Tywill này, mỡ sẽ đánh cẩn thận một chút xíu, bởi vì ở thời điểm hiện tại mỡ chưa có cho mình đó là cái tốc biến. Còn khoảng 26 giây nữa thì tốc biến của mỡ nó mới hồi cơ. Và giao tranh đang được gọi là team của mỡ triển khai. Mỡ sẽ có trách nhiệm đứng bên ngoài và cầu máu kẻ địch anh em nha. Team bạn có Tywill chỉ còn có cho mình đó là chưa đầy máu. Anh ta chỉ có 5/6 cây máu của anh ta mà thôi, bị cấu đi rất nhiều rồi. Mỡ vẫn đang đứng ở đây, sẽ là giữ khoảng cách. Ở đây là có Lilia, cô ta bị dồn sát thương quá nhiều, nhưng Lilia đã sử dụng cái thanh tẩy cả cái chiêu cuối của cô ta, cho nên cô ta đã thoát được khỏi cái lượng sát thương mà mỡ dồn vào. Nhưng kệ chứ anh em, bởi vì chiêu cuối của mỡ bây giờ hồi chiêu quá nhanh. 9 giây nữa chiêu cuối của mỡ đã hồi rồi, và những cái mục tiêu tiếp theo cụ thể ở đây đó là Lilia sẽ là không thoát được đâu anh em ạ. Tywill đang bị mỡ cấu diệu, Barat đang đẩy ở đường dưới, nhưng liệu rằng Atlas có gấp được ai không? Câu trả lời ở đây là anh ta gấp được cái không khí anh em ạ. Gấp được cái không khí, thế thì mỡ sẽ đứng trong bụi nha. Và Lilia, đây là lần thứ hai cô ta sẽ phải bay màu. Lần thứ nhất cô ta có thanh tẩy vào chiều cuối, lần thứ hai cô ta chẳng có cái gì cả. Và Lilia đã bị loại ra khỏi cuộc chơi. Team của mỡ đang triển khai để tiến hành giao tranh. Linh đang đứng ở phía sau. Ở đây có hàng Nga, hàng Nga bị mỡ sốc đạp. Team bạn bị mỡ hạ gục 2 thành viên, và chỉ có đó là 3v5 thôi anh em ạ.
Chính xác ở đây là 3v5, Atlas đứng chặn phía trên tuyến tiến, Hanabi trói chân được Barat, Vân Linh chấm dứt được cái mạng gục của cái vị tướng đấu sĩ kiêm tanker. Team bạn mất đi 3 thành viên và team của mỡ đang lao thẳng vào nhà chính của team bạn để Hanabi phá đi cho mình. Đó là cái trụ thứ hai. Và Brad ở đâu, Atlas, anh ta đã bay màu bởi vì anh ta có lối đánh quá hổ báo, nhưng mỡ vẫn đang chơi được cho mình một cái lối đánh cực kỳ tròn vai khi có cho mình 11 mạng hạ gục và chỉ phải nằm xuống 2 lần. Anh em thấy không, chơi cái con Ultra này anh em lưu ý là chúng ta giữ vị trí nha. Chúng ta chỉ cần giữ vị trí ạ, đứng trong bụi là quan trọng nhất, đừng đứng lộ thiên ngoài đường. Và sau đó tung ra cho mình những cái bộ kỹ năng, tay là phải nhanh một chút xíu là chúng ta hoàn toàn có thể dứt điểm được cái địch. Đây, con này ngon hơn. Này, Saber, một combo đi thẳng. Sát thủ anh em nhá, một combo đi thẳng, không nói nhiều. Còn ở đây thì Linh lấy được Lord và Tywill, anh ta lao ra trong tuyệt vọng, anh ta bị hạ gục bởi Ruby và team bạn dường như là đang tan vỡ. Họ chỉ còn có cho mình đó là 3 thành viên trên bản đồ, một tanker với một sát thủ, team bạn đã là toang rồi. Nhưng Linh anh ta lao vào sâu quá, anh ta bị nuốt đến từ vị trí của Barat và anh ta đã bị hạ gục. Team của mỡ mất đi một thành viên, nhưng đừng quên rằng cái đợt lính này nó được cường hóa và chiêu cuối của mỡ sốc lên cái vị tướng Hằng Nga là quá nhiều. Hằng Nga bay màu, team bạn bay màu nốt Barat và chỉ có mỗi Linh là bị lên bảng điểm số mà thôi. Cái con Lord đang được đưa ra ở cái đường giữa mang theo cái đợt lính được cường hóa và có vẻ như đây sẽ là cái dấu chấm hết của team bạn. Coi thường cái thứ sức mạnh của cái vị tướng Ultra với cái điểm tài năng sùng bái. Và hy vọng rằng nếu như anh em nào gọi là nghĩ rằng đây là một cái vị tướng đầy đồng mà nó phế vật á, nó không hề phế vật ở thời điểm hiện tại đâu. Cái lối đánh của nó cực dễ, không hề phải đòn đánh thường quá nhiều, chỉ cần giữ vị trí, tung ra làm choáng, cũng như cái kỹ năng đến từ cái chiêu thứ nhất quá rộng ở thời điểm hiện tại là chúng ta hoàn toàn có thể tung ra một mải ông không chế, cũng như là cấu rỉa đến từ vị trí của kẻ địch. Ở đây có Barat này, có Tywill này, team bạn có hai con tanker đang đép cái trụ nhà chính rất khó chịu. Trụ nhà chính đang bị cầu máu đi, mỡ giữ vị trí, tung ra cho mình những cái làm choáng và cái chiêu thứ nhất, cái lượng mana là quá dư giả, gần như là không cần phải về nhà bất kỳ lúc nào trong cái trận đấu này, ngoại trừ cái việc mỡ phải lên bảng điểm số anh em ạ. Và đang là giữ vị trí ở đây nha, chúng ta sẽ đứng khéo một chút này. Team bạn đang tập trung 5 thành viên ở cái đường giữa, và thật ra là họ đang tập trung 5 cái thành viên xung quanh cái nhà chính của team bạn, bởi vì 3 lane của team bạn đã nổ hết rồi. Mỡ vẫn đứng ở đây. Anh em lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại là cái con Tywill nó đang tìm góc, nó tốc biến ra nha. Nhưng ở đây Ruby đã làm trước, Tywill tốc biến ra, nhưng mỡ đã giật cái chiêu cuối, bay màu đi Barat team bạn. Hai tanker của team bạn lên bảng đếm số, và thậm chí ở đây đó là Lilia cũng phải bay màu nốt. Mỡ có được cái mạng thứ 14 ở trong cái trận đấu này và kết thúc cái trận đấu ở cái mức rank thần thoại với cái chỉ số KD có thể nói là đẹp vãi cả lông nách anh em ạ. Yep, ở trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về cái cô nàng Ultra phỉ thúy yêu cơ, cái skin epic cực kỳ xịn sò. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.